triệu chứng ở 83% người đã tiêm vaccine vẫn nhiễm Omicron. Một nghiên cứu được thực hiện ở Na Uy cho thấy 83% số người được tiêm hai loại vaccine mRNA bị ho sau khi nhiễm Omicron. Tỷ lệ lây nhiễm Omicron đang tăng với tốc độ nhanh chóng ở một số nước, làm tăng áp lực lên giới chuyên môn trong việc vẽ ra một bức tranh rõ ràng về biến thể trên. Số liệu mới đây cho thấy số ca Omicron tăng gần 6 lần trong vòng một tuần qua ở Anh. Các quan chức e ngại nước này có thể ghi nhận hơn 1 triệu ca Omicron vào cuối tháng nếu có xu hướng hiện tại tiếp tục. Các cơ quan y tế đang tiến hành các thử nghiệm quy mô lớn để xác định xem liệu nhiễm Omicron ở những người được tiêm chủng đầy đủ có gây ra bệnh nặng hơn các chủng trước đó hay không. Các nghiên cứu quy mô nhỏ hơn bắt đầu mang lại những dữ liệu có giá trị, mở rộng hiểu biết về những rủi ro liên quan tới Omicron. Theo nghiên cứu được thực hiện ở Na Uy, 80% số người được tiêm hai loại vaccine mRNA bị ho sau khi nhiễm Omicron. Thống kê dựa trên dữ liệu của 111 người tham dự bữa tiệc đã tiếp xúc với một ca dương tính với Omicron vào giữa tháng 12. Những người trên có độ tuổi trung bình là 39, có 48 người là phụ nữ. Hầu hết những người được hỏi đã chủng ngừa đầy đủ, 89% đã tiêm hai liều vaccine mRNA. Trong số 111 người được hỏi, 66 người đã được xác nhận nhiễm Omicron và 15 người nghi nhiễm Omicron. Thời gian ủ bệnh đối với các trường hợp có triệu chứng dao động từ 0 đến 8 ngày, trung bình là 3 ngày, 1 ca không có triệu chứng và 74 ca báo cáo ít nhất 3 triệu chứng. Trong số 81 bệnh nhân, các triệu chứng phổ biến nhất là ho chiếm 83%, sau đó là sổ mũi nghẹt mũi 78%, mệt mỏi 74%, đau họng 72%, nhức đầu 68% và sốt 54%. Những người tham gia cũng được yêu cầu phân loại mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của họ, từ 1 không có biểu hiện đến 5 nghiêm trọng. Theo đó 42% ở cấp độ 3, trong khi 11% ở cấp độ 4. Các nhà khoa học kết luận điều quan trọng là phải cách ly ở nhà khi gặp các triệu chứng bất kể là nguyên nhân gì. Hạn chế chính của nghiên cứu là quy mô của nhóm chỉ có 111 người tham gia. Các phân tích lớn hơn đang được tiến hành trên hàng nghìn mẫu được thu thập mỗi tuần. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cảnh cáo, biến thể Omicron có khả năng sẽ lây lan dễ dàng hơn so với virus SARS-CoV-2 ban đầu, nhưng chưa rõ mức độ lây lan so với Delta. Các quan chức y tế Anh đã xác nhận cần thiết tiêm liều vaccine tăng cường để chống lại nhiễm Omicron nếu có triệu chứng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.